cô gái họ Lê. Đáng lý ra tôi không còn việc gì để nói gì đó về em là điều cần thiết nữa, vì nói tới em giống như tôi đang nói với một loài vô tri vô giác, hay nói cách khác là nói với em thà ra đồng nói chuyện với trâu, thì nó còn biết nghe hơn là em, cô gái họ Lê à. Đúng ra livestream của em sẽ không còn gì đặc sắc với mọi người nữa, vì con người của em chỉ toàn nói dốc nên lời nói của em chẳng có tí giá trị nào. Nhưng do trong livestream tôi nghe em nhắc về chú, người mà đáng lẽ ra em không nên nhắc đến, vì em không còn đủ tư cách gọi người đó là cậu. Người mà đáng lẽ ra em không nên nhắc đến nữa, vì em không làm trọn đạo nghĩa nhân, dù người đã ban cho em và mẹ em toàn là công ơn phước báo. Người đã mang đến cho em cơ hội lên sân khấu để con đường tương lai của em mở rộng. Người đó cưu mang mẹ em đến lúc hơi tàn chỉ vì cái nghĩa anh em. Về phần ông Bảy, hãy để cho những ngày tháng sau này khi ông ta chuẩn bị về bên kia bến bờ cuộc đời, ông ta sẽ nhận ra thế nào là tình phụ tử. Chứ thật sự bây giờ không còn lời lẽ nào để diễn tả con người của ông ta nữa, quá hèn hạ đến mức không còn muốn nhắc tới. Trước giờ không có việc phải sao kê đám tang, rồi con gái có lo được một cái đám tang như vậy không? Có xứng đáng với một ông hoàng cải lương hậu quản như vậy không? Cho tôi hỏi em một lần nữa, em là ai, em mang họ gì, ba mẹ em còn sống hay đã quy tiên? Và quan trọng nhất là đạo đức làm người của em còn hay không? Hay em đã được mẹ em thuần hóa thành loài lan sói? Em nên nhớ Hồng Loan là con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bên cạnh đó có anh hai là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và chị ba nghệ sĩ Bình Tinh. Thì bao giờ đến lượt em tung hô quyền hạn ở đây? Nếu không có một đứa em, đứa cháu ngoại tộc, thì ba anh em họ cũng dư sức là một cái đám tang theo khả năng của họ. Và em nên nhớ một điều rằng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh, họ đều là có tên tuổi hơn em. Họ được khán giả biết đến nhiều hơn một đứa cháu ngoại tộc tự xưng là ca sĩ, nhưng chỉ được một vài người quen biết tới. Em khác họ, đúng là em rất khác họ. Họ có khả năng làm cho cha của họ một đám tang vừa tầm vừa khả năng của họ, chứ không như em đi xin để làm nở mặt nở mày. Vì em không làm rạng danh chú mà còn làm cho chú mang một món nợ trần gian. Em không biết điều này hay em dư khả năng biết, nhưng em vẫn làm. Vì khi đi xin như vậy em mới có xe hơi được ấp hát như em ao ước. Nhục chỉ đơn giản như thế, vì tài sản do chính mình làm ra mới thật sự có giá trị, chứ đừng đi sinh như vậy, người đời họ dèm pha. Em luôn đổ lỗi cho Hồng Loan bêu rếu gia đình và dồn Hồng Loan vào con đường cùng. Em nói gia đình nào, có phải cái gia đình Phản Phúc đi tranh giành tài sản của chú để lại cho con gái của chú? Có phải gia đình nào đó đã bêu rếu chú không có con ruột? Có phải gia đình nào đó đã dùng mọi chiêu trò dơ bẩn để dẫn dắt dư luận Hồng Loan là đứa con bất hiếu rằng chú đã từ mặt? Có phải gia đình nào đó đã thay phiên nhau sử dụng nick ảo để chửi rủa những ai dám đứng lên comment bên vực Hồng Loan? Chứ dù là người bình thường hay là một nghệ sĩ gạo cội, có phải là gia đình em, chính gia đình em đã dùng với mẹ em, ông Bảy, bà Bảy Bánh Xèo, Sạc Thành, bà Tiên và để vài đứa mất dạy khác nữa? Đó chính là gia đình của em chứ không phải là của Hồng Loan. Hồng Loan chỉ có một gia đình duy nhất là gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thôi nhé. Còn em không đủ tư cách để gọi hai chữ gia đình, nên nhớ việc em làm, xã hội đều biết. Không ai nói em ngu hơn và hay ngu hơn em để tin một lời một đứa nói dốc ăn trên xác cậu mình như em, nên em không cần thiết phải ngụy biện hay livestream nói nhảm. Những gì em nói với cộng đồng mạng đều không có giá trị, chỉ có một số thành phần thiếu hiểu biết và thiếu trí não mới nghe lời em nói. Giờ thì có khuyên em dừng lại cũng đã quá muộn rồi. Em hãy chuẩn bị thật kỹ để gánh lấy hậu quả quả nghiệp của em đã gây ra. Đừng oán trách ai nhé, đến lúc phải trả nghiệp thì cũng đừng van xin em nhé. Mạnh miệng cũng hãy mạnh gan mà gánh lấy hậu quả. Đừng trách số phận mà hãy trách lấy bản thân sao quá sân si những điều không thuộc về em nhé, cô gái họ Lê.